Làm tiết canh chay đi Tùng. Tiết canh của người chay à? Cũng là tiết canh nhưng tiết canh này nó lạ lắm mọi người ạ. Tiết canh chay, đã tiết rồi còn đòi chay. Mà đã chay rồi còn đòi ăn tiết làm gì? Mới đầu tôi thấy người ta làm nước củ rèn để thay tiết, tôi nghĩ là sẽ chả ra gì đâu. Nhưng thực sự bất ngờ là nó ngon và thơm lắm luôn. Công thức của tôm là băm nhỏ nấm hương, nấm đùi gà, nấm mộc nhĩ và rau thơm. Cho lên chảo phi thơm. Sau đấy thêm mắm, thêm muối, thêm tiêu cho đượm vị và xay củ rèn, lọc lấy nước, đun cùng gói bột thạch, sau đó đổ vào bát nhân, tầm 5 phút sau là đã có thể ăn được rồi. Nó không có mùi tanh đặc trưng cơ mà cũng sánh và ngon ơi là ngon. Anh quay phim cho mình, ban đầu cũng chả có chút hy vọng niềm tin gì vào món này mà cuối cùng cũng phải gật gù đấy. Nếu bạn đã từng làm tiết chay và vẫn chưa thành công thì hãy thử lại với công thức này của Tôm xem sao nhé. Ok. Em thích ăn nem rán mà lại không muốn có thịt bên trong. Nó đơn giản. Lâu lâu ta lại ăn chay, chẳng phải là ngày kiêng kỵ hay theo đạo gì, cũng chưa chắc là vì vấn đề sức khỏe, chỉ đơn giản là đồ chay nó ngon thôi mọi người ơi. Lúc ra cửa hàng đồ chay thì Tôm thích ăn nhất cái nem cuốn chay ấy, không biết người ta làm bằng gì nhưng mà không dám hỏi. Ai lại dám chạy vào bếp mà hỏi là anh cho em xin công thức làm cái nem này để lần sau em đỡ phải ra quán ăn nhà anh cho đỡ tốn kém. Người ta lại cho cả cái thớt vào mặt thì hỏng. Thôi thì bằng cái tư duy ẩm thực lúc cao lúc thấp của mình, tôi thử tự lần mò ra công thức, chạy ra chợ mua nấm đùi gà, nấm hương, nấm mộc nhĩ về, làm sạch thái nhỏ, băm thêm thật nhiều rau thơm trộn cùng, không thể thiếu được mắm muối, nêm vừa vị. Cứ như vậy, mình trộn đều vào, cuộn nem, rồi đem lên rán, rồi sau 10 phút là nó chín vàng ươm, đem chấm với tương ớt hay là nước mắm tỏi ớt thì đều đỉnh của chóp cả nhá. Gì chứ, món này mình lại phải tự khen mình rồi, ngon vô đối nha các anh em ơi. Khi cảm thấy lòng không được bình yên lắm thì các bạn đi đâu? Đi chùa hay đóng cửa nhốt mình lại một góc? Tùng thì chọn phương án là tìm đến những cửa hàng chay mọi người ạ. Không bó mình với thế giới mà vẫn tìm được nét nhẹ nhàng thanh thản ở trong lòng. Ngày còn chưa tìm đến đồ chay thì mình cứ nghĩ nó đơn giản kiểu như là đậu rán rau luộc thôi. Nào ngờ ngập tràn bao nhiêu là thứ đồ ngon, có cả đồ chay giả mặn như nem thính, thịt kho, thịt xào các kiểu. Chắc là nguyên liệu được làm từ nấm mọi người ạ. Có nhiều người cứ mỉa mai rằng ăn chay giả mặn thì thà là ăn thịt luôn đi cho rồi, trong tâm còn thịt thì cố ăn chay cũng vậy thôi. Nhưng xin thưa là nhiều người tìm đến đồ chay còn là do vấn đề về dinh dưỡng và sức khỏe, chứ không riêng gì về việc tu tập. Tôm hay lên quán chay trên mạn Hồ Tây này bởi vì rất là thích cái không gian nhẹ nhàng, thanh tao, xanh mát của nó. Hơn nữa nhân viên ở đây cũng cực kỳ nhiệt tình và hiền hậu luôn. Giá thì rẻ, hợp lý. Ai chưa thử đi ăn buffet chay kiểu này thì cứ thử một lần cho biết nhá, thú vị phết đấy. Hey, đời cơ bản là buồn, mà buồn là lại phải ăn. Nhìn gì, không phải nhìn. Nhà nghèo nên còn mỗi ngô thôi. Nhưng mà đừng tưởng ngô là không ngon nhá. Hôm nay Tôm sẽ làm một món mà ăn xong nó lại ối rồi ôi luôn. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các ông bà làm món ngô xào theo đúng cái phong cách của món ăn kết nối tình yêu nhá. Bắp ngô tách hạt hết rồi thì mình phải có tí hành củ phi thì nó mới thơm. Phi tươi thế này còn chất lượng hơn rắc khô nhiều lần. Các bước tiếp theo là chỉ việc đảo thôi. Đảo liên tùng tục, đảo như giang lạc vào. Đến lúc thấy nó tái tái rồi mình sẽ bỏ thêm gia vị đường, nước mắm các kiểu. Một nguyên liệu đặc biệt đó chính là cá. Đây là cá gì nhỉ? Thường thì sẽ là bỏ tép khô nhá. Nhưng vì không có tép nên tôi đành phải vào siêu thị mua mấy cái em xinh xinh này để thay thế. Thơm phức luôn. Ngô chín là ta múc ra đĩa. Chỗ này ra ngoài ăn thì tốn lắm đấy nhá. Xé bò khô ra cho lên trên. Anh em đừng thắc mắc sao tôi xé xấu nhá. Bò khô loại đắt tiền của tôi đây. Tuy tôi hơi bụng thôi nhưng mà nó chất lượng. Mời tất cả mọi người ăn nhá. Quá là tuyệt vời luôn ý. Ai đang xem mà rất nước miếng thì hãy làm ngay đi nha. Tuyệt vời luôn đây. Tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Làm nộ miếng nhá. Thi thoảng đổi món lạ miệng từ những nguyên liệu quen thuộc nhé mọi người. Miến này, nấm đùi gà này, nấm hương, mộc nhĩ, cà rốt, rau thơm, lạc rang, mắm muối, chanh ớt các kiểu. Và món gì á? Chính là món nộ miến đấy. Tất cả nấm cắt nhỏ rồi cho lên chảo xào cho chín trước. Miến trần lên cắt khúc vừa ăn. Rau thơm cũng cắt nhỏ luôn. Và vừa miệng hay không? Bây giờ ở cái khâu pha nước mắm đây này. Đường cho hơi nhiều một chút nha. Mắm cho vừa phải thôi không thì mặn. Chanh ớt thêm vào nữa là tuyệt vời lắm rồi. Trộn đều tất cả chung với nhau. Rồi cuối cùng là rắc lạc vào. Rồi vớt miến đã ngấm gia vị vào một đĩa khác để tách bớt nước. Đấy, thế là chén được rồi đấy. Thề, ngon ơi là ngon. Nhất là những dịp Tết vừa xong như thế này thì thà lấy rồi thì ăn món này thanh miệng cực kỳ luôn nha. Đấy, mời tất cả mọi người nha. Ok nha mày. Khoai tây có thể làm được món ngon gì nữa? Trong lúc chờ đợi món bánh que khoai tây làm hoàn thành thì Tôm cũng sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện cực kỳ rùng rợn. Bạn mình tên là Thanh có đi lên Đà Lạt chơi, thuê được một cái homestay kiểu giữa rừng luôn ý. Vào ban ngày thì có nắng ấm, căn nhà được chiếu sáng mọi ngóc ngách, còn đến tối là tối thui mù mịt luôn.
do không có mở đèn. Ở trước cửa homestay có một cây ớt rất là to, ra quả sai chi chít đỏ au cả cây. Thành có ra đó chụp ảnh và lỡ tay làm gãy mất. Do lo sợ chủ homestay phát hiện nên Thành đã ném cây ớt xuống vực. Sau đó Thành đã phải chịu sự trừng phạt rất là kinh khủng. Hôm sau Thành cần pha nước chấm để chấm cá ăn cơm thì lại phải chạy ra chợ mua ớt. Trong 2 ngày ở đó thì Thành liên tục cứ ngày thức đêm ngủ, ăn vào thì no, không ăn thì đói. Và Thành thề là lần sau sẽ không bao giờ lại thuê một lần nữa, bởi vì chán rồi. Cùng ăn bánh que khoai tây rồi nghe Tôm kể chuyện xàm xí. Kể chuyện ma tiếp nha. Ok nha. Thử ăn xoài cuộn rong biển đi Tôm, cũng nhức nách đấy. Chắc là cái món này nó có gì đặc biệt thì bạn mới yêu cầu tôi review chứ, đúng không? Nghe thì thấy được là nó dễ làm ợt à. Xoài cắt nhỏ cho dễ cuốn, ngửi thấy cái mùi chua chua là nước dãi đã từa lưa ra rồi. Do bạn không dặn mình là dùng loại rong biển nào nên tôi cứ chắc cú mua cả rong biển ăn liền trộn cùng xoài, rồi mua cả rong biển cuộn để cuộn nó lại trước khi oanh chén nó. Thì tôi cũng hồi hộp lắm, tại cảm giác nó chả ngon. Anh em có món gì lạ hơn mách cho Tôm nhá, chứ cái loại xoài cuốn rong biển này cứ kiểu bị bình thường, không có gì đặc biệt. Ok, và bây giờ là đến cái đoạn thử xem. Và đúng như dự đoán, vị nó cũng rất là lạ, không dám nói là dở. Lạ bởi vì nó cứ mặn mặn nhờ nhợ chua chua, xong xoài nó cứ lọt nhọn li ti bực cá mình. Nói chung là ăn không có hợp đâu. Lúc đọc yêu cầu là thấy nghi nghi rồi. Sự kết hợp này chỉ được 3 trên 10 điểm thôi. Thôi món này bỏ nhá. Ok. Nó cứ ngăn phải phải ạ. Mặn cả ra mặn mà. Chua chả ra chua. Hai cái đánh nhau. Làm bánh bao nhân phô mai à? Thử xem. Rất nhiều bạn comment yêu cầu là món ăn sáng gì hấp dẫn mà sáng tạo đi. Nghĩ mãi mới chỉ được có một nửa là sáng tạo ra món hấp, còn dẫn đi đâu thì không biết. Nope. Món hấp thì là có bánh bao nhờ, mà Tôm lười quá nên quyết định làm món bánh bao nhân phô mai. Bởi vì chỉ cần nhào bột, ủ bột rồi cho phô mai sợi vào giữa, sau đó lặn thành hình mang lên hấp thôi. Chả cần phải chuẩn bị nhiều thứ đồ gia vị. Bánh bao nhân phô mai thì chắc là chỉ có Tôm làm, chứ Tôm chưa thấy ở đâu bán cả. Phô mai có đặc điểm là phải nóng mới chảy ra, ăn mới ngon, chứ để đông lạnh vào thì không ra gì. Nên là cứ phải ăn khi nóng hôi hổi, vừa bỏ trong nồi hấp ra cái là chén luôn. Mùi của nó thì không được thơm lắm đâu mọi người ạ. Và vị thì cũng kiểu gì gì ấy, ngọt ngọt, mặn mặn, lờ lợ. Nhai cùng bột bánh thì trở nên dai dai như nhai kẹo cao su ấy. Bảo có ngon không thì không biết, chứ bảo nó lạ thì lạ rồi đấy. Ok anh em nhé. Ăn khoai lang phong cách dễ xả cùng Tôm. Về nghe về nấu bếp. Anh Tôm có một rổ khoai rất to, đắn đắn đo đo nấu gì ngon nhất. Luộc hay nướng mật chiên cũng đau đầu, quyết định bao ngầu sáng tạo món mới. Khoai luộc chín tới bằm nát như da, trộn với mật và rắc phô mai nữa. Ăn vào đúng bữa ngon nhức nách thề, vừa đẹp vừa sang không hề nói quá. Vị ngon quá xá khi mang nướng lò, nồi chiên không dầu nướng cho 10 phút. Khói bay nghi ngút, khoai đã chín rồi, màu sắc ôi thôi vàng ươm lấp lánh. Chẳng ai có thể tránh xa món này, nóng hổi ăn ngay phô mai kéo sợi. Khoai bở vị mật ngọt môi người dùng, đến đây nói chung điểm 10 xuất sắc. Về mời tất cả các bạn khoai nha. Ok em ơi.